Hello, xin chào anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc nha. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, hotline 082 5533 666. Thì hiện tại bên em đang bán cũng như cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu về công nghệ 1.0 như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên, gọi điện tới số hotline của bên em để được bên em tư vấn anh chị nhé. Thì trong video clip này em sẽ giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm chế đang làm mưa làm gió trên thị trường trong thời gian vừa qua, đang được rất nhiều khách hàng đặt làm. Đó chính là chiếc camera ngụy trang mũ bảo hiểm anh chị nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này thì anh chị đã có thể là sử dụng như một chiếc mũ bảo hiểm bình thường. Ở trong này thì đã được bên em thiết kế một chiếc camera mini siêu nhỏ giúp anh chị là có thể quay video với chất lượng hình ảnh là full 4K, quay video thì đầy đủ âm thanh, xem được trực tiếp từ xa, không giãn khoảng cách khi nơi đặt cam có wifi nhé. Thì nhiều bác thắc mắc là thế là phải có wifi thì mới xem được mình đội mũ như thế này, thì đi ra đường thì làm gì có wifi để xem, đúng không? Thì ở cái mũ này ấy, thì mình hoàn toàn là có thể là cài đặt cho nó chế độ là quay lưu và thẻ nhớ nhá, tức là không có wifi gì cả, mình có thể cài đặt cho nó quay lưu và thẻ nhớ, về nhà thì mình có thể rút thẻ nhớ ra cắm vào máy tính, cắm vào laptop để xem lại nhá. Bộ sản phẩm này hiện nay thì đang hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 256GB, góc quay thì là 150 độ và pin thì anh chị là hoàn toàn là có thể là sử dụng liên tục trong vòng là 10 giờ nhá, rất phù hợp cho những anh chị nào bây giờ là muốn biến chiếc mũ bảo hiểm này thành một chiếc camera giám sát hành trình đấy, cũng như là mình có thể là quay người đối diện, quay người trước mặt một cách bí mật an toàn mà người ta không tài nào có thể phát hiện ra được. Thì mình có thể quay lại các cuộc hội thoại nói chuyện với nhau để làm bằng chứng chứng cứ tìm ra sự thật, cũng như là mình có thể biến nó thành một chiếc camera giám sát thì cực kỳ là ok nhá. Mình có thể đặt ở nhà để quan sát con cái học tập, quan sát người làm, người giúp việc. Mình có thể đặt ở công xưởng, công trường để quan sát công nhân làm việc, cũng như là theo dõi là vật tư vật liệu của mình anh chị nhá. Thì khi anh chị mua các bộ sản phẩm của bên em về thì bên em sẽ tặng kèm anh chị là một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 256GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video dữ liệu lên đến là 30 ngày liên tục và sẽ có chức năng là ghi đẩy cũng như là ghi đề anh chị nhé. Tiếp đến là chế độ chính sách bảo hành, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị là có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ nhé. Tiếp đến ở đây là bên em sẽ tặng kèm mình là một tờ giấy hướng dẫn cài đặt camera mini siêu nhỏ này. Ở đây anh chị có thể thấy này, đầy đủ tất cả các bước từ nhỏ nhất như là tại phần mềm nút cam, cảm giác pin khởi động camera đến nút thoát ra ngoài kết nối thành công, thì từ A đến Z là bên em có gói gọn hết ở trong này rồi, là khi anh chị mua về là mình là có thể nhìn vào đây để là mình có thể là sử dụng được luôn nhá. Còn những cái bác làm mà bây giờ là yếu về công nghệ chẳng hạn đấy, nhìn vào đây mình vẫn chưa hiểu, chưa sử dụng được thì anh chị là có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua bên em, thì bên em sẽ có là nhân viên người ta sẽ tư vấn cũng như hướng dẫn mình cho đến khi mình sử dụng được thì thôi anh chị nhé, và không phải để mất thời gian của anh chị nữa. Em sẽ cùng anh chị đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này. Ở đây thì anh chị có thể thấy này, mắt camera là sẽ đặt ở phía trước đây nhá, duy nhất là chỉ có một cái lỗ nhỏ nhỏ con như này thôi là mình là hoàn toàn có thể quay toàn cảnh rồi đấy, không ai người ta có thể tưởng tượng được đây là một chiếc camera anh chị nhá. Mũ ở đây thì bên em sẽ làm vào cho mình là mũ rất chi là xịn anh chị nhá, đấy rất chi là dày và chắc chắn đấy. Tất cả là các bộ phận camera khác thì là bên em sẽ là giấu hết ở trong này đấy, anh chị có thể thấy đây, nhìn như này thì là làm sao mà biết được camera giấu ở đâu, đúng không? Thậm chí là cho người khác đội thì cũng không phát hiện ra được anh chị nhé. Ở đây thì là bộ phận camera là bên em là thiết kế là kín hết rồi, trừ mỗi cái là bộ phận là main này đấy, tức là mình muốn sử dụng được thì là chắc chắn là mình phải là phải khởi động công tắc nguồn các thứ lên rồi. Thì đây là bộ phận main ở đây nhé, thì mình là có thể là bỏ ra này đấy, tức là mình bỏ ra một chút thôi để mình sử dụng thôi. Đây em sẽ giơ lên cho anh chị là nhìn rõ nhé. Ở đây sẽ bao gồm có đây chân cắm sạc nhé, là ký hiệu là USB này. Ở đây là công tắc on off, thì là mình muốn sử dụng được thì anh chị sẽ gạt công tắc cho em sang on nhé. Khi gạt sang ở đây là đèn sẽ báo đỏ này, báo hiệu là camera đã bắt đầu đi vào hoạt động này. Ở đây là sẽ có cái nút reset nhé, thì trong quá trình sử dụng mà camera không phát ra mã wifi thì anh chị đã có thể dí nút reset này 10 đến 15 giây để camera khởi động lại, là khi đó là mình sẽ tìm thấy mã wifi nhé. Ở đây là cái khe cắm thẻ nhớ này đấy, thì anh chị có thể lắp thẻ nhớ vào. Còn đây là cái hộp nhựa này, nó có chức năng tản nhiệt nhá, giúp mình có thể quay trong thời gian dài và không bị nóng bỏng nóng rát nhá. Đấy thì sau khi là khởi động xong, lắp thẻ nhớ xong thì anh chị sẽ lắp lại cho em này đây nhá. Ở đây là người ta thiết kế rất chi là vừa vặn nhá, đấy anh chị là cho vào đây đấy, sau đó là anh chị là bỏ cái này xuống này, gần như là đội lên đầu là không có vết hằn hay gì nhá. Đấy không ai người ta có thể là phát hiện ra được. Ngay bản thân người đội mũ nếu mà mình bảo mình không bảo người ta là ở trong này có camera thì người ta đội thoải mái thì người ta cũng không biết được đâu nhá. Đấy, sau khi là khởi động nguồn lên thì anh chị sẽ lấy xem một chiếc điện thoại smartphone thông minh ra nhá. Ở đây thì là sẽ xem ở trên phần mềm. Đấy phần mềm chúng ta xem có tên là Lookcam này.
Đấy, iPhone thì anh chị sẽ tải cho em phần mềm iPhone thì sẽ vào App Store để tải này. Còn anh chị nào mà dùng Samsung thì có thể vào cửa hàng ZPlay nhá. Thì sau khi tải về xong thì mình sẽ đi tìm Wi-Fi của camera. Những cái dòng này thì nó sẽ phát ra một mã Wi-Fi rất chi là dài và không hề có mật khẩu nhá. Anh chị ấn vào phần Wi-Fi này. Đây. F00234 này, anh chị kết nối cho em này. Mình đợi khoảng 10 đến 15 giây là sẽ kết nối thành công nhé. Hiện tại ở đây là mạng đang không bảo mật, tức là mạng này đang không có mật khẩu. Thì anh chị nào muốn đổi mật khẩu ấy thì mình có thể là đổi ở trên phần mềm nhá. Đấy, cũng như là khi mình kết nối sang từ xa thì nó sẽ tự động ẩn đi cho mình, nhưng mà đa phần là người ta sẽ không đổi, rất ít khi người ta đổi nhá. Đấy, ở đây là nếu mà nó hiện là không có kết nối internet thì mặc xác ra đi, kệ nó, mình vẫn sử dụng được bình thường, chỉ cần ở đây hiện dấu tích trên là hiện cột sóng wifi như này là ok. Sau đó mình sẽ trở về màn hình chính em và cho phần mềm có tên là Lookcam đây anh chị nhé. Ở đây sẽ hiện cho mình là cancel và ok. Thì nhiều bác là hay quen tay ấn ok thì không phải đâu. Riêng cái này thì mình sẽ ấn vào cancel cho em này. Cancel. Đấy, ở đây sẽ hiện là device online nhá, mình sẽ ấn vào phần device online. Anh chị nào mà muốn đổi mật khẩu ấy thì mình sẽ có thể ấn vào modify nhá. Ở đây old password thì tức là mật khẩu cũ của camera thì nó sẽ là cái mật khẩu mặc định sẽ là 123456 này. New password là mật khẩu mới. Confirm là xác nhận mật khẩu mới. Sau đó thì anh chị ấn ok thì người ta muốn vào được cái mạng wifi này của mình là yêu cầu là phải có mật khẩu thì mới vào được nhá. Còn anh chị nào mà bây giờ mình muốn xem ấy thì mình sẽ ấn vào phần device online. Ở đây mình sẽ ấn vào cancel nhá. Cancel này. Đây, anh chị có thể thấy này. Như này nó đang bị ngược này, mình có thể là đảo nó lại nhé. Đây, em sẽ cầm lên cho anh chị thấy được là nó quay là rất chi là nhanh và không hề bị delay này. Đấy, anh chị đâu? Quay thoải mái, không bị delay nhá, hình ảnh nhìn là siêu sắc nét rồi. Đấy, không có gì phải là chê trách rồi. Đấy, ở đây thì anh chị là em sẽ đặt xuống này, em giới thiệu thêm các chức năng này. Ở đây thì anh chị có thể là zoom to, zoom nhỏ, zoom to, zoom nhỏ, đầy đủ ngày giờ phút giây 100% anh chị nhá. Đấy. Đây, 100% như điện thoại này. Ở đây thì mình anh chị là có thể là chuyển sang chất lượng hình ảnh là 2K hoặc 4K thì đều được nhé. Ở đây có biểu tượng hình mặt trời, anh chị ở đây này, nó sẽ là chuyển sang là chế độ là xem ban đêm anh chị nhé, hỗ trợ xem ban đêm dưới ánh sáng mờ. Ấn vào đây một lần nữa này, đây là về chế độ quay ban ngày. Ở đây có hình tròn nửa trắng nửa sáng nhé, thì đây chính là tăng giảm màu sắc này. Đấy, ở đây hình ông mặt trời đây, để tăng giảm độ sáng này, thì tùy vào là mỗi người ấy thì mình có thể là lựa chọn làm sao cho phù hợp, tăng giảm sao phù hợp nhất với con mắt của mình. Tiếp đến là mình có thể đảo lên, đảo xuống, đảo trái, đảo phải thì đều là ok. Muốn chụp ảnh thì ấn vào biểu tượng máy ảnh nhé, chụp về, chụp về. Muốn quay video thì sẽ ấn vào biểu tượng máy quay, mà lưu ý cho là muốn quay video mà có cả âm thanh nữa, mình sẽ phải bật loa, bật mic lên. Sau đó chị ấn vào biểu tượng máy quay nhé, như này đang bắt đầu quay này, cứ đỏ đỏ là đang quay nhé. Hello, xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Số điện thoại tư vấn Zalo 0825533666 anh chị nhé. Thì sau khi quay xong thì mình chỉ việc là ấn vào biểu tượng máy quay thôi. Đấy, như này đã dừng lại, không quay nữa và lưu vào phần mềm cho mình. Đấy, và bây giờ em sẽ cùng anh chị là xem chất lượng hình ảnh cũng như là nó quay xong nó lưu ở đâu nhé. Mình sẽ ấn quay trở lại về này. Ấn vào phần photo này. Đây chính là hình ảnh lúc mình chụp nhé. Đây chính là video này. Đấy, anh chị bật cái này. Hello, xin chào anh chị. Chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Số điện thoại tới Zalo 0825533666 anh chị nhé. Sau khi quay xong, đấy, anh chị thấy không? Nghe thì cực kỳ là to và rõ ràng anh chị nhá. Đấy, đây là khi mình xem ở gần trong cái bán kính là camera phát ra mã wifi. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn anh chị là cách cài đặt để cho là lưu vào thẻ nhớ cũng như muốn xem được trực tiếp từ xa nhá. Nhưng mà đầu tiên đấy, mình muốn cài được các chức năng ấy thì mình bắt buộc phải là làm như em vừa lúc nãy nhá. Đấy, ở đây là hiện device online này, mình sẽ ấn vào phần là bánh răng là bước đầu tiên. Bước thứ hai ở đây mình sẽ ấn vào phần device setting dòng thứ ba từ dưới lên nhá. 1 2 3 này, device setting này. Ở đây nó sẽ ra cho mình rất chi là nhiều mục này. Alarm config ở đây là cảnh báo chuyển động này. Modify device password ở đây là thay đổi mật khẩu này. SD card setting anh chị nhá, tức là cài đặt thẻ nhớ này. Đấy, ở đây mình sẽ bật hết nút xanh lên cho em là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chất lượng hình ảnh sẽ lựa chọn HD nhá. Ở đây là có video duration sẽ có 13530. Ví dụ mình lựa chọn 30 chẳng hạn thì là cứ 30 phút cắt ra một video lưu lại thẻ nhớ cho mình. Thì là chỉ cần mình cài đặt như này xong ấy thì mình chỉ việc lắp thẻ nhớ vào cái mũ này. Sau đó anh chị là bật công tắc nguồn lên là nó sẽ tự động nó quay liên tục và lưu hết vào thẻ nhớ nhá. Về nhà thì mình có thể rút thẻ nhớ ra cắm vào máy tính, cắm vào laptop để xem lại. Tiếp đến thì anh chị nào mà bây giờ là muốn xem được trực tiếp từ xa ấy, thì mình sẽ ấn vào phần wifi setting anh chị nhá. Đấy, những cái dòng dưới đây thì nó chỉ là cái phần là giới thiệu phần mềm thôi. Mình sẽ ấn vào wifi setting này. Ở đây nó sẽ ra các cái mạng wifi ở xung quanh nơi mình đặt camera nhá. Thì ví dụ cái mũ này mình đặt ở nhà, mình đặt ở công trường, công xưởng, mà công xưởng đấy là có là wifi là Takago này, anh chị ấn vào Takago này.
Sau đó mình sẽ nhập mật khẩu thật chính xác cho wifi ta cargo này nhá. Sau đó mình sẽ ấn ok. Đấy. Ok xong mình sẽ ok một lần nữa này. Thì là mình thoát hẳn ra màn hình chính cho em. Đợi cho em là 2 đến 3 phút để camera nó khởi động lại. Thì sau khi là camera nó khởi động lại xong ấy, thì anh chị vào phần mềm lúc cam là khi đó là mình hoàn toàn là mình có thể xem được trực tiếp từ xa, không giãn khoảng cách nhá. Đấy, bộ camera đặt ở nhà. Sau đó mình đi làm đi công tác cách hàng trăm hàng nghìn km thì mình vẫn có thể xem được. Và khi xem ấy là mình là có thể là xem là khi có 3G, 4G là đều được hết nhá, chứ không nhất thiết thì phải có wifi nhá. Đấy, rất chi là tiện lợi luôn. Thì đây là cái mẫu sản phẩm chế thời gian vừa qua đang được rất nhiều khách hàng bên em đặt làm. Thì anh chị nào muốn làm một cái mẫu này ấy, thì chỉ cần gọi điện cũng như nhắn tin qua Zalo số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật, người ta sẽ tư vấn cho mình nhá. Ngoài mẫu này ra thì bên em còn nhận làm theo yêu cầu gì cái gì bên em cũng chế. Anh chị chỉ cần gửi hình ảnh sang thôi, làm được hay không làm được thì là bên em sẽ báo mình anh chị nhá. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo. Anh chị làm một xem video thì vui lòng cho em xin một like, còn một lượt đăng ký anh chị nhé. Xin chào anh chị ạ.